Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành, quận huyện để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Trong ngày, Đà Nẵng ghi nhận 66 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 48 ca đã được cách ly, 4 ca ở khu vực phong tỏa và 14 ca chưa cách ly, tất cả đều liên quan đến cảng cá Thọ Quang. Trong số đó, 6 trường hợp được phát hiện khi lấy mẫu hộ gia đình, 2 trường hợp được phát hiện lấy mẫu tại khu vực có nguy cơ cao và 6 trường hợp còn lại là những người có triệu chứng và đến khám xét nghiệm tại các cơ sở y tế. Quận Sơn Trà vẫn đang là điểm nóng khi ghi nhận 34 ca mắc COVID-19 mới. Cũng trong hôm nay, thành phố đã lập kỷ lục xét nghiệm với gần 64.500 mẫu, điều trị khỏi và xuất viện 21 trường hợp mắc COVID-19. Tỷ lệ tiêm vaccine đạt kế hoạch đề ra. Ngoài ra, các địa phương đã xử lý 29 vụ vi phạm quy định phòng chống dịch. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các quận huyện xem xét bố trí tại các chốt chặn hợp lý hơn, tránh việc ùn tắc, kiểm soát chặt hơn việc cấp giấy xác nhận di chuyển của các cơ quan, đơn vị, khẳng định lại phòng chống COVID-19 hiện là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các lực lượng chức năng cần tập trung quyết liệt hơn, nhất là tại cơ sở và tại các doanh nghiệp, những trường hợp không thiết yếu, kiên quyết không cho hoạt động. Nhấn mạnh về nội dung này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất việc ban hành mẫu giấy đi đường mới, kèm với bổ sung đầy đủ các thông tin cần thiết, trong đó xác định rõ lĩnh vực hoạt động của mỗi đơn vị. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các ngành chủ động lập danh sách các đơn vị được hoạt động theo từng lĩnh vực, có phương án cấp phép hợp lý, nếu không được phê duyệt thì không cho đơn vị đó hoạt động, cũng như cấp giấy đi đường. Các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung truy vết, khoanh vùng tại các chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao, nhất là liên quan tới cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sơn. Trong lúc giai đoạn dịch đang rất phức tạp như hiện nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu tất cả hệ thống chính trị, các địa phương và toàn dân phải đồng lòng, chịu khó để thực hiện công tác phòng chống COVID-19 hiệu quả nhất vì một Đà Nẵng an bình.